Chính phủ vừa ban hành nghị quyết tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2023, xác định mục tiêu ưu tiên là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nghị quyết nhấn mạnh rằng trong bối cảnh thế giới đang biến đổi phức tạp và triển vọng kinh tế toàn cầu không đều, nước ta cũng đối diện với nhiều thách thức và khó khăn. Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan và tỉnh thành phối hợp chặt chẽ để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, đồng thời nhấn mạnh sự linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết và thống nhất trong chỉ đạo và điều hành. Mục tiêu chính là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ cũng cam kết nỗ lực để hoàn thành và vượt qua mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2023, đặc biệt là những chỉ tiêu ước chưa đạt kế hoạch nhằm tạo đà cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đã thực hiện hiệu quả và toàn diện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8. Đồng thời, họ cũng đã tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả các luật, nghị quyết liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2024 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6. Công việc chuẩn bị và đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các luật, nghị quyết sẽ được thông qua trong kỳ họp sắp tới, trong đó bao gồm cả dự án luật đất đai, sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng, sửa đổi, và quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ năm 2021 đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, sẽ có sự thúc đẩy mạnh mẽ cho các động lực về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu để phục hồi nhanh tăng trưởng kinh tế. Các chiến lược đột phá, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, cũng như các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được thực hiện mạnh mẽ. Chính phủ cũng cam kết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và huy động, phát huy hiệu quả đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Chính sách tiền tệ sẽ được thực hiện chủ động, linh hoạt, kịp thời và ưu tiên cho tăng trưởng, phối hợp đồng bộ với chính sách tài khóa để thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các ngành sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Chính phủ đưa ra chỉ đạo rằng các bộ, cơ quan, địa phương cần tăng cường kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành để phản ứng chính sách kịp thời và phù hợp. Họ cũng cần tích cực phối hợp trong việc giải quyết khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và xử lý tồn tại, vướng mắc để phục hồi và phát triển thị trường, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, chứng khoán, lao động, khoa học, công nghệ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải xử lý ít nhất từ 2 đến 3 ngân hàng và dự án yếu kém trong năm 2023. Đồng thời, cần đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang các thị trường lớn và tận dụng hiệp định thương mại đã ký kết. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các hoạt động quảng bá sản phẩm cũng được triển khai mạnh mẽ. Việc hoàn thành quy hoạch và triển khai các kế hoạch thực hiện quy hoạch là một ưu tiên trong năm 2023 để thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch. Chính phủ tập trung vào việc rà soát và cải cách hành chính để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng. Đặc biệt, họ sẽ khẩn trương phát hiện và khắc phục bất cập, mâu thuẫn và vướng mắc trong các quy định pháp luật, đồng thời xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6. Công việc này sẽ đảm bảo rằng các văn bản luật có hiệu lực đồng thời và không để xảy ra khoảng trống pháp lý. Ngoài ra, chú trọng công tác tổ chức thi hành pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân. Đồng thời, chính phủ cũng đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính, đặc biệt trong việc cải thiện thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh. Việc rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy và cắt giảm giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí thực hiện sẽ được thực hiện. Đối với quy trình điện tử liên thông, quy định sẽ được ban hành để hoàn thành trong tháng 4 năm 2024. Chính phủ tiếp tục quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cùng với việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chính phủ cũng tập trung vào đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong các hoạt động đối ngoại cấp cao và ngoại giao kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và phòng chống biến đổi khí hậu cũng được chú trọng. Chính phủ cũng triển khai chính sách để giữ ổn định thị trường và giá cả, đặc biệt là trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Các chính sách an sinh xã hội cũng được thực hiện một cách công khai, minh bạch để đảm bảo mọi người có điều kiện vui xuân và đón Tết. Chính phủ đề nghị tổ chức tổng kết công tác năm 2023 với việc đánh giá kết quả đạt được, nhấn mạnh những điểm mới và hiệu quả so với năm 2022. Đồng thời, cần xem xét tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho năm 2024 với mục tiêu hoàn thành mức cao hơn các chỉ tiêu đề ra. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng báo cáo dựa trên hình ảnh kết quả công tác năm 2023 và chuẩn bị bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị tổng kết năm 2023. Các bộ, Nội vụ, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao,
họ cần chủ động xây dựng các văn bản quy định và công việc cụ thể để triển khai chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực rà soát và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công tại các nghị quyết của Chính phủ trong năm 2023. Đồng thời, cần theo dõi sát, nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Chính phủ cũng quyết tâm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung vào việc đầu tư, xây dựng và thi công các tuyến đường giao thông. Cuối cùng, Chính phủ cam kết thực hiện tốt các chính sách liên quan đến người có công, công ăn việc làm và an sinh xã hội để đảm bảo đời sống nhân dân và giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài. Chú trọng triển khai khẩn trương và nghiêm túc việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn năm 2023 đến năm 2025, theo đúng yêu cầu của kết luận số 48KLTW ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQS15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ. Đồng thời, cần hoàn thiện ngay việc xây dựng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để sẵn sàng thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27NQ-TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cần theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan để triển khai kịp thời và hiệu quả công tác ứng phó, giúp khắc phục nhanh hậu quả thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản. Ngoài ra, cần tăng cường rà soát và kiểm tra công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, cần quan tâm đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trên địa bàn để không để xảy ra điểm nóng gây bức xúc xã hội. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng là một trong những ưu tiên quan trọng. Cuối cùng, cần tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế kết hợp với việc kiểm soát lạm phát để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.